Trồng răng Imlen cùng bác sĩ trưởng khoa chuyên gia Imlen duy nhất tại 1049 Phan Văn Trị, phường 10 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Không đau chỉ sau vài giờ, nhanh lành, thời gian cắm Imlen chỉ vài phút. Trực tiếp thạc sĩ, bác sĩ Cao Hữu Di, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên khoa Imlen tại Đại học Loma Linda, Hoa Kỳ. Hơn 10 năm tu nghiệp ở nước ngoài, tư vấn và điều trị. Đã điều trị thành công cho hàng ngàn ca Imlen, được khách hàng vô cùng tin tưởng. Phòng khám hiện đại, dịch vụ chu đáo, tận tâm. Quy trình nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng ở xa, không phải đi lại nhiều lần. Chị cảm ơn Duy rất nhiều, nhờ gặp Duy mà chị có hàm răng đẹp hơn, chị có thể nhai, cảm thấy nhai là sướng hơn hồi xưa, cho hồi xưa nhai rất là khó khăn. Em cũng có tham khảo nhiều nha khoa, khi mà em đi ngang thì em thấy phòng khám của mình, và là em có lên tìm hiểu thì em thấy là bác sĩ Duy có nhiều kinh nghiệm nên là em tới tư vấn và em thấy rất là ok. Lúc đầu thì cũng sợ lắm, lúc đầu cũng thấy răng thiệt của mình mà, ai cũng sợ hết trơn, chứ không phải là mình. Nhưng mà bác sĩ Duy thì là rất là ok, em thấy không đau gì hết trơn á. Nói chung là ok, lúc đầu thì sợ chứ thấy bình thường. Bác sĩ Duy là người làm trực tiếp cho mình. Thì lúc mà làm thì bác cũng chia sẻ mình nhiều thứ để cho mình quên đi cái việc là mình đang làm răng á. Thì mình thấy cái việc đó là bác sĩ làm cho mình rất là thư giãn trong lúc mà mình làm răng. Không có nghĩ tới cái vấn đề là lo sợ. Anh cũng rất là vui vẻ. Mình tưởng làm cái Imlen sẽ rất là đau, nhưng mà không. Chỉ mình nằm tầm khoảng 15 phút thì mình đã được cắm cái trụ vô bên trong rồi, tức là nhanh gọn lẹ luôn á. Mình về thì nó cũng lành rất là nhanh, tầm khoảng có 2 ngày thôi. Bác làm rất là nhẹ nhàng, không có cảm giác đau gì hết. Thật là may mắn khi mà gặp được bác Duy, mình thấy mình quyết định đúng đắn khi lựa chọn đến với bác Cao Hữu Duy. Trồng răng Imlen, chọn bác sĩ Cao Hữu Duy, chọn nha khoa Dr. Smile Care. Duy nhất tại 1049 Phan Văn Trị, phường 10 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ ngay để nhận tư vấn miễn phí về chi phí và lộ trình điều trị.